rất là nhiều công văn xưởng thì trong đây là phường Triệu Hải và một số công xưởng thuộc khu vực Đồng Tháp 10 của tỉnh Long An, thì nó bao gồm một số khâu cũng như một số bộ phận được kết hợp chặt chẽ với nhau và được tái hiện lại trong hình ảnh này. Đây là có bộ phận đổ khô, bộ phận luân chuyển nguyên liệu và hàng tiện cho những sản phẩm cuối cùng. Và bên cạnh đó thì con xin được giới thiệu với đoàn về cái quang cảnh vùng Đồng Tháp 10 với bức tranh 3D thì phía trên ạ. Thì Đồng Tháp 10 thì nổi tiếng về những cánh rừng tràm cũng như cái thông sen rất là bạc ngàn. Và con xin được giới thiệu thêm về khu vực Đồng Tháp 10 này, thì đây là vùng đất nằm giữa ba tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Thì trong đó tỉnh Long An hiện nay là chiếm gần phần nửa diện tích khoảng 310.000 hectare, thì tổng diện tích của nó khoảng 670.000 hectare, bao gồm ba tỉnh đó là Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang. Và bây giờ thì con xin mời đoàn di chuyển đến cái bình tiếp theo ạ. Chúng tôi đón đến với một hình ảnh rất là xúc động và bất ngờ trong một trong những cuộc đua của một thành viên ban giám khảo của đội đua xe đạp của trung tâm quản lý của là hoạt động đặc biệt của lực lượng vũ trang Long An trong kháng chiến, nhất là trong kháng chiến chống Mỹ, bằng những phương tiện thô sơ, nguyên liệu thu nhặt từ bom pháo của địch. Hoạt động này đã giúp cho lực lượng vũ trang Long An có thêm vũ khí đánh giặc, góp phần quan trọng vào thành tích của quân và dân Long An trong phong trào toàn dân đánh giặc. Còn giúp cho lực lượng du kích địa phương có thể chống địch hiệu quả, lấy ít địch nhiều.
chỉ có đàn chiến đấu xã chiến đấu mà còn hình thành liên xã chiến đấu, điều kiện liên xã, nên sức mạnh phòng vệ của nhân dân các xã được nâng lên rõ rệt. Mô hình đàn chiến đấu hình thành và phát triển gắn liền với phong trào toàn dân đánh giặc của nhân dân Long An là một trong những cơ sở để Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng 8 chữ vàng trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc cho tỉnh Long An. Sống trong nước lũ. Em ngồi ghế. Do Mỹ diệu thành lập vào đầu năm 1963 với quy mô và loại lớn nhất ở miền Nam, có chức năng đào tạo cán bộ trong đại đội thiết bị dòng cố vấn Mỹ trực tiếp của Mỹ. Trung tâm này còn là căn cứ quân sự hiện đại, khống chế vùng thành phố cách mạng Đức Huệ và ái ngữ khu vực ngã ba của trục hành lang mới hiện diện của Nam Bộ. Với chủ công là đại đội bộ cơ động và bộ đội đặc công dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy và tỉnh đội Long An, mà trực tiếp là đồng chí Nguyễn Văn Chiểu, đại đội trưởng đại đội bộ cơ động, và đã tấn công căn cứ Diên Hòa. Sau gần 40 phút chiến đấu, ta hoàn toàn đã giữ trận địa, tiêu diệt và làm bị thương 250 tên địch nhân, bắt sống, giáo dục, phóng thích hàng trăm tên khác, thu hơn 500 súng các loại và hàng chục tấn đạn. Đặc biệt trong trận này, ta đã diệt 8 cố vấn điện và bắt sống 4 cố vấn điện khác. Đây là những sĩ quan Mỹ đầu tiên bị bắt sống trên chiến trường Nam Bộ. Chiến thắng Trần Điện Hòa có tác dụng to lớn, vô vốn mạnh mẽ, quyết tâm chiến đấu của quân và dân Long An, đồng thời chứng tỏ khả năng mới về trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh trước một đối tượng sinh sản và được trang bị hiện đại. Chiến thắng này còn khai thông hành lang chiến lược của cách mạng ở Nam Bộ, chuyển thế, tạo đà để quân và dân Long An cùng lên, phá tan toàn bộ hệ thống chiến lược của địch trên địa bàn tỉnh. Bắt lúc này bắt hết kìa. Căn cứ Hiệp Hòa do Mỹ diệt thành lập vào đầu năm 1963 với quy mô còn lại lớn nhất ở miền Nam,
có chức năng đào tạo cán bộ công tác giết người và cố vấn điện trực tiếp huấn luyện. Trung tâm này còn là một căn cứ quân sự hiện đại, chiến thắng cùng với những người giết người và cán bộ khu vực ngã ba của huyện Thành Nam. Mà đoàn mình lên xe về đi cho anh sáng và đồng bằng sông Cửu Long. Và đoàn lên xe về. Ngày 23 tháng 11 năm 1963 và các đánh chiến lược điện biên phủ với sự cố đại đại đường. Lương điện thì hay nhỉ, không biết là sắp xếp không?